cả nhà. Hôm nay là một buổi sáng rất là đẹp trời, thế nên là Ô Quyết định sẽ chia sẻ với cả nhà một trong những bước skin care vào buổi sáng rất là quan trọng mà ông không bao giờ bỏ qua, đó chính là sữa chống nắng Pure có xuất xứ từ Hàn Quốc và được phân phối độc quyền bởi công ty GHP. Và lý do vì sao mà ông lại không dùng sữa chống nắng Pure cũng như là sản phẩm này khác gì so với những sản phẩm chống nắng khác trên thị trường thì mọi người cùng theo dõi tiếp video nhé. Điểm đầu tiên thu hút ân đó chính là ngoại hình siêu yêu của em sữa chống nắng này, rất là tiện lợi để cho chúng ta có thể mang theo khi mà đi làm, đi học hay đi du lịch. Và bên cạnh đó thì độ chống nắng của em này rất là cao, SPF 50+, PA+. Và bởi vì ân có nói từ ban đầu thì đây là sản phẩm sữa chống nắng với tinh chất dạng sữa, cho nên là khi mọi người thoa lên da nó sẽ thấm ngay vào da. Lý do vì sao mà ông lại lựa chọn em sữa chống nắng Pure này, bởi vì em ấy ngoài công dụng chống nắng giúp cho da của mình trắng hồng mịn màng thì còn có công dụng là thay thế những cái bước makeup rườm rà phía sau nữa, cho nên chỉ cần một lớp mỏng nhẹ thôi là những cái khuyết điểm nhỏ của chúng ta cũng có thể được che phủ. Và bây giờ thì ông sẽ apply lên phần mặt còn lại. Ân đã thử và đã trót yêu em sữa chống nắng Pure này rồi, thế nên chắc chắn cho những skincare của mình vào buổi sáng sẽ không bao giờ thiếu em ấy. Cả nhà ơi, vậy thì cả nhà hãy nhanh tay tham khảo để chúng ta tìm được cho mình một sản phẩm sữa chống nắng yêu thích cũng như là tiện lợi và bảo vệ làn da của mình tối đa nha cả nhà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.